Hello anh em, chào mừng anh em quay lại tiếp tục với tựa game Gomu Huyền Thoại. Và hôm nay là cái ngày cuối cùng anh em ta có thể là trải nghiệm cái con game này. Và như cái lịch trình đó thì ngày 6 tháng 9 thì nó sẽ đóng cửa tất cả server luôn anh em ạ. Thì ngày hôm nay thì anh em nào mà muốn trải nghiệm ngày cuối thì có thể là vào và trải nghiệm anh em Gomu Huyền Thoại bắt diệt anh em ạ. Và hôm nay nó đã bị tiêu diệt. Hình như là nó cũng phát hành khoảng tầm gần 2 năm thôi anh em. Cũng gần 2 năm rồi đó. Hình như là hồi Tết năm ngoái, Tết năm nay, qua Tết năm trước Tết thì phải anh em, trước Tết một chút. Hình như là cũng nói chung là cũng xem 2 năm rồi. Có tính ra nhanh vãi này mà. Ngồi coi lại cũng 2 năm ha. Và ngày hôm nay là ngày cuối cùng này, chúng ta có thể là trải nghiệm và xem và mình vô thì nó cũng vẫn không có cho tài nguyên gì để mà cho nên chúng ta là trải nghiệm ngày cuối cùng anh em ơi. Và anh em chúng ta cũng sẽ chỉ vô ngóng nhìn thôi. Đấy, với những anh em mà nhiều tiền ở vô chắc mình nghĩ chắc chụp lại tấm hình làm kỷ niệm. Ô, các bạn kết bạn lục đạo nè anh em. Ngày cuối cùng rồi anh em ơi. Đây là cái ạc của mình và cũng vậy thôi anh em ạ. Cũng cùi như vậy thôi. Đây, cái ạc mình nạp vô cũng không có nhiều lắm anh em ơi. Cũng vài triệu thôi à. Thì cũng chỉ được như vậy thôi anh em. Còn những anh em nào muốn nhiều hơn thì phải nạp số tiền rất là nhiều để có thể sở hữu được những con tướng xịn sò. Khi mình nạp vài triệu thì được như vậy thì nói chung là cũng vui rồi anh em. Mình còn một mớ gương mà mình rảnh bây giờ mình mở luôn nha. Rồi nạp chú San đi. Hiện tại giờ đang có cái thông tin là hình như là cái chấp mới như là Thánh Saturn bị giết rồi phải anh em. Và sau đó là gì thánh kỵ sĩ lên vô thay thế. Wow, công nhận emu mạnh phải nè mà one hit thế là có thể là tiêu diệt được cả thánh Saturn luôn em. Vậy tính là chùm cuối cũng không phải là dạng vừa đó em. Nhưng mà cái chính quyền thế giới như vậy là không được anh em, mà không làm ăn được là bị giết ngay và luôn thì nói chung là không ổn cho lắm anh em ơi. Đó là cái mặt tối của bên cái phe hải quân anh em ơi. Và như là Darren nó cũng chuẩn bị gục kịch, chuẩn bị sẽ hành động luôn rồi anh em. Thì đó giờ thì anh em ta là ít khi nào thấy được Darren ra tay đúng không anh em, khá là hiếm hoi luôn á. Những lần như là cú Sabo nè anh em, rồi cú Sabo không biết gì mấy, rồi cú Luffy ở trong cái đợt mà bị Smoke đuổi anh em, một trong những cái lần hiếm hoi anh em ta bắt gặp được cái Darren ra tay thôi anh em. Không là anh em ta ít gặp lắm. Cái này không biết mình sẽ lấy gì. Lấy chú San không đi. Ê, chú San này anh em à. Rồi mình sẽ mở ra, mình sẽ lấy hết ra rồi. Đó. Lại là chú San. Mình thấy như là được cấp này như chú San được chơi khá nhiều phải anh em. Úi, mình có được hẳn cái túi của Yamato Uta hoặc là con Luffy tứ hoàng này anh em. Gương bên đây là mấy con này thôi anh em. Mình sẽ lấy con gì bây giờ chạy. Lấy con nãy giờ mình hình như là mình lấy con lo thì phải nè. Mấy cái quỷ này chắc khỏi lấy đâu anh em. Chú San nữa nè. Rồi cái này thì mình sẽ lấy. Ôi 100 chú San luôn. Wow. Ngon anh em à. Này có được 10 chú San rồi nha. Nãy giờ mình không biết mình lấy được bao nhiêu chú San nữa này. Có chú San mình full 5 sao rồi anh em. Đây bây giờ mình sẽ đột phá lên luôn. Mình sẽ lấy mảnh nào bây giờ ta. Wow, trời, Nico Robin này hay nhiều nha. Wow, Luffy Tago bên mình còn 160 mảnh nữa kìa anh em. Bây giờ mình sẽ up hết lên luôn. Bego nè, năng luôn. Katakuri nè, anh em. Rocker nè, Rocker. Wow, không đủ. Ichi lên luôn. Kizaru hay ai đi. Sabo nè. Đại giờ gần đủ nha anh em. Ineo Luffy nè. Cho làm phút hết. Luffy, Sabo, Robin. Làm phút hết rồi anh em à. Đến luôn. Đột phá luôn. Đột phá luôn anh em à. 100 mảnh thì mới được một nha anh em. Hơi tốn nha. Không biết mình còn gương chú San nào nữa hay không. Ô, được 10 chú San nữa. Và có thêm một cái nghi vấn nữa đó anh em à. Là Darren là con gửi của Thánh Kỵ Sĩ anh em à. Là con gái của Thánh Kỵ Sĩ là mẹ của Luffy.
và San có thể là cậu của Luffy anh em à. Cái giả thuyết là cũng có thể nha anh em, chứ đâu ai rảnh hơi hy sinh tính mạng mình lao ra biển để mà cứu thằng nhóc không quen mới quen biết đâu anh em. Đó chính là nhóc Luffy và hy sinh luôn cả cái cánh tay này mà. Thì để có thể hy sinh nhiều đến vậy thì mình nghĩ là chỉ có là bà con dòng họ này kia kiểu anh em. Chứ nhóc mới xa xa lạ mà lao mình ra cứu vậy thì nó cũng hơi phi lý anh em. Có anh em nào suy nghĩ giống mình không? Càng ngày nó càng được hé lộ qua những cái thông tin gọi là bật mí quá nhiều, thêm những cái thông tin gọi là hấp dẫn đấy mà. Rồi mình hết mảnh chú San rồi anh em ơi, mình chỉ là được có nhiêu đó thôi, không lên được nữa, thức tỉnh cũng không còn đủ để có thể lên được, không có sách để mà tăng cánh anh em mà. Bên con game này nó cực kỳ keyboard anh em mà, ra 2 năm rồi đó anh em, ra 2 năm rồi đó mà mình vẫn thấy khá là nhiều bạn vẫn chưa có những cái con tướng ví dụ như là Uta Yamato anh em. Bạn nghĩ cái này bạn online 8 ngày trước nha. Để mình xem thử đây. Đây, vẫn là cái đội hình này anh em ạ. À. Chú San thì full luôn anh em ạ. Nông dân đúng nghĩa anh em. Những bạn chơi 2 năm luôn mình cũng chỉ đến cái tầm này thôi anh em ạ. Mình nghĩ là cực kỳ bủn xỉn đến từ nhà phát hành MGE anh em ạ. À. Anh em mà muốn ngon thì phải nạp tiền vô, còn không thì cứ những con tướng này mà chơi thôi anh em. Cứ nông dân mà fan tới thôi chứ đừng có đòi hỏi nhiều anh em. Đừng có trông mong gì nhiều đến từ nhà phát hành này. Đó là mấy cách vận hành gọi là không không có cân đối cho lắm anh em. Những anh em này giữa cái sự chênh lệch giữa nông dân với lại nhiều tiền nó khác biệt nhiều anh em. Ôi, 69 tít 6 5 1 2 2 5. Ôi có khi nào anh em mình không ta? Bạn nghĩ khi nào fan mình thì không anh em mà có thành 69 rồi nè, mình sẽ thử đến sao nha. Người ta hát hò luôn, quyền khá dễ nè mà, với một cái đội hình toàn những con tướng meta không á thì cái đội hình bên kia là coi như là xong phiên rồi anh em. Ineo trời ơi, chơi biết lâu luôn mà chỉ được cái thằng đó thôi anh em à, không có được thêm nữa. Ngạo chấm cơm bạn này mình cộng một luôn anh em à, bạn chơi cộng một mà không biết là chơi server số mấy thôi, chỉ biết là cộng một thôi nha. Có gáp trẻ anh em, bạn được cái con gáp trẻ lâu qua nô luôn anh em à. Giờ những con tướng ít ớt à, mình muốn sở hữu được những con tướng SP thì khó nha anh em. Ủa lâu bên kia nó chưa chịu chết nữa. Rồi ok, nhiều anh em của mình vẫn chưa được những con tướng SP nữa anh em à. Đây như bạn này 591k, lực chiến mình là 660k anh em mà, chênh lệch nhau cũng không nhiều lắm. Bên kia được con kit nè, rồi xong phim. Ủa bên kia nhìn là cái con kit thường hay phải anh em, chứ không phải là kit SP nha anh em. Ủa như con kit 3S đúng rồi anh em, bên này kit 3S chứ không phải kit SP nha, bên này kit nó chỉ là 3S thôi. Đó, kit cái này kia kiểu cũng vậy thôi anh em, cũng đi bụi luôn. Gọi Hunter Pro Boruto, Hunter Boruto có Odin, có kit nha anh em, cũng có tướng SP thì khó anh em ơi. Wow, kit là Odin nó ghê với anh em. Wow, kit kia nó chói được một chút rồi anh em. Rồi vẫn bị Yamato bên mình chói không thương tiếc anh em à. Bên kia có được Sanji chân đen luôn anh em. Mình thấy Sanji chân đen đó, nếu mà chịu khó dồn nuôi em nó em nó đá đau phết đó anh em à. Odin anh em. Đây, bên kia thì nói chung là cũng được một mấy con tướng cũng xịn xịn xíu anh em à. Bạn nó chắc cũng có nạp chút chút hay sao. Chủ yếu là vô quấn ôm lại kỷ niệm này kia kiểu anh em. Wow, Odin rồi Darren Gap Lo 570k. Để mình xem thử. Đội hình mình thì cũng ít sao thôi anh em à. Đây, 4 sao là kiểu kiểu thôi. Con Luffy với bạn Lawano thì nó hơi nhiều sao một chút. Nó lên tới trời luôn rồi. Nhưng mà cũng không có thức tỉnh được. Chỉ có lên được tới Haki thôi nè. Ủa, lên thần với anh em, lên thần với anh em. Bảo vật thì cũng vậy thôi anh em à. Đá thì cũng được lọt chọt vài viên đá 7 anh em à.
Đây, vài viên đá 7 thôi, còn lại đá 6 này kia kiểu thôi anh em. Bảo vật thì auto cùi luôn anh em à. Này bảo vật này nè, một sao, hai sao thôi anh em à, không có nhiều, một sao, hai sao thôi. 5 sao được cái này, 5 sao với lại cái này 4 sao anh em à. Anh chị có được một sao thôi. Luffy được nhiều sao nhưng mà mấy cái bảo vật này nó cũng cùi thôi anh em à. Cái violin này nè. Rồi để mình xem thử hiện tại giờ là mấy bạn top 1 thì khỏi phải bàn anh em à. Mình thấy như nhiều bạn cũng đang chơi con san tóc đỏ anh em à. Đây King nè. San tóc đỏ, Gozer này kia kiểu. Gomu hết hạn. Sắc nét lại là DG Hao Pháo. Khang đẹp trai, Darlin như Kute à. Wow. Sập game rồi. Wow. Có cả King luôn nè em à. Cũng ghê chứ anh em. Darlin. Wow, Rayleigh luôn nha anh em. Đây à. Wow. Gozer này kia hết kiểu luôn nè anh em. Ôi trời ơi, sao ạc hay kiến nhiều vậy ta. À, Hagi mắc gui này, hình như là nhớ cái tên quen quen rồi phải anh em. Triệu chính được chiến luôn, vãi thật sự chứ. Đội hình kinh với người ta. Để anh em, wow, hơi bị kinh khủng khiếp đó nha anh em. Trời 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 trời, full hết luôn anh em à. Có Gozer với lại King là chưa full thôi anh em à. Còn mấy cái này là full hết luôn nha. Wow, nạp hơi bị kinh đó anh em à. Covid wow, cũng trời 1.999 luôn anh em à, gần lên 2 triệu rồi. Vẫn chưa lên được cái mốc 2 triệu. 1 triệu 3, sói cô độc. Kikyo gì nè, Quang Duy 800 mấy. Darlin, Hunter Obito, Dazai gì tên dữ dữ. Ngạo ghét. Nãy giờ chưa thấy ai lên được 2 triệu anh em. Thuận. Rồi, thôi, cậy luôn đi anh em. Rồi, xếp hạng mình 271 để mình win thử các bạn này thử. Không biết là win nổi không á anh em à. Bỏ bớt một con rồi mình sẽ lấy con bỏ lo đi. Ui, không được. Ui, sao có anh Kaido này cái gì? Bỏ anh Kaido đi anh em. Lấy con lo vô thử em sao. Thiền thì toàn là thiền cùi cùi không anh em ơi. Thiền cùi bắp không à. Không có chứ thiền nào xịn sò chứ. Rồi hình bạn bên kia là cũng có chơi con xanh tóc đỏ nha nè. Cái này em thấy nhiều nhiều người chơi xanh tóc đỏ cái nơi luôn á. Hình như xanh tóc đỏ cho nên là quán đổi vị trí của tướng không nè. Nó sẽ nhảy qua bên mình và nó sẽ quán đổi mỗi con nào đó về cái vị trí bên nó thì phải. Mình nhớ mang máng như vậy phải. Cậy làm biến động anh em à. Hạng 40 nè. Wow, hạng 40 cũng gối nha anh em. Hạng 110 nè. Wow, 110 cũng bị khét á anh em à. Không biết quýnh nổi không nữa. Trên bên mình hiện tại giờ mới lên được đỏ thôi nè mà. Chưa lên tới động vật liên xì. Ồ, hên xui nha nè. Mà không biết là sẽ hên hay không nữa. Không biết hên hay xui nữa. Bên mình được có con Yamato với lại con Luffy Tago. Thêm con Lobano á. Bên kia thì có con Odin. Trời, tự nhiên hai con main chính mình nó quay qua nó đập con Shingoku bên kia kìa. Rồi, ok. Rồi, vẫn ngon anh em ạ. Lên được hạng top 9 hay không? Bạn này thì có Odin, Law, không phải Odin, Kid, Luffy, Sen với lại Sanji nha. Liệu cái team bên mình có win được hay không ta? Dạ, mới đầu vô thấy giật khúc máu là thấy hiu hiu rồi nha anh em. Đã dạy bị con Kid bên kia nó chói nha chứ. Ok. Cô ta bên mình đã hát hò cổ vũ tinh thần cái đồng đội bên kia thì Sanji bút dĩa xoay gà cho mỗi đứa một dĩa để mà đem bảng đếm số ăn cho nó ngon anh em à, dằn bụng. Ok, quyền nhận anh em ơi. Ngon ngon ngon, vẫn còn ngon lành anh em à. Trời, gơi ta. Đội hình này nó còn gơi hơn mình đó anh em ơi. Hai bên xem nhau biết làm sao để cái tiếng bên mình thì mình thấy là trước mắt là mình thấy thấp hơn rồi đó. Rồi ôi, Odin bên kia sắc phát chết ngắt, con Sen chết, con Uta chết luôn. Lo luôn rồi anh em à. Hai quánh một không trột cũng què. Bên mình chắc chắn là què rồi anh em à. Thua. Rồi nói chung là lên tới cái hạng 95 cũng vui rồi anh em à, vui nhà vui cửa. Bên mình hiện tại giờ con Yamato nè. Ôi, Yamato bây giờ mình mở cái này thì nó chung là cũng không có đủ anh em à. Mở cái túi, nãy mình có nhớ mà có một cái túi.
túi mở ra thì mình sẽ nhận được con một trong những con à, đây, túi này 80 mảnh thì cũng không có đủ lên được 5 sao đâu anh em. Thôi cho nên là trước mắt thì vậy thôi, trải nghiệm ngày cuối như vậy là được rồi anh em à. Wow, vẫn vậy anh em ơi, ngày cuối thì nó cũng vẫn không có tặng quà gì và âm thầm lặng lẽ. Mấy bên này thì nói chung là cũng không cập nhật tình hình gì từ khi mà thông báo bảo trì dài hạn đến tận bây giờ thì cũng im gu thôi này mà, không có những cái động thái gì dành cho những người chơi chúng ta hết, và nó chúng ta đã bị bỏ rơi rồi anh em à. Và đây là một trong những cái kết mà hầu như là những cái con game nào cũng sẽ phải xảy ra, nhưng mà con số nhà phát hành họ sẽ làm việc bằng cách đó chính là đền bù cho anh em ta qua những cái con game khác chẳng hạn anh em, và những cái vé nạp thì cái kiểu dành cho những cái con game khác đó, và những anh em mà đạt VIP móc VIP bao nhiêu này kia chẳng hạn. Nhưng mà bên game này thì VIP có thể nhận miễn phí thì phải anh em à. Đúng rồi, điểm VIP anh em chúng ta có thể nhận miễn phí hoặc là sẽ tính theo cái mốc nạp bao nhiêu để mà hoàn đền bù này kia kiểu cho những anh em qua những server mới ha. Và cái sẽ có những cái chi ăn là cho full full tài nguyên này kia kiểu để anh em ta trải nghiệm với nhau, hoặc là sẽ có những con game nó sẽ chuyển thành bản offline để cho anh em ta có thể là chơi tự sướng thế này mà. Nhưng mà phiên bản này thì chơi tự sướng thì nó cũng không vui á, phải chơi đông vui thì nó mới có nhiều người chơi được em mà, mới có hứng thú để chơi chứ chơi mình nó buồn lắm. Như thế vậy chứ nó chán mà nè, thì này phải cho anh em ta là phải gọi là full tài nguyên anh em, để anh em ta có những trận đánh cuối cùng trước khi con game này nó kết thúc, như vậy thì nó mới hợp lý đây mà. Rồi còn bây giờ thì anh em ta sẽ nói lời tạm biệt với lại con game Go Mua Huyền Thoại này thôi anh em à. Lúc đầu thì cũng khá là sơm, thì bắt đầu ra tướng màu bạc mình bắt đầu thấy là không hứng hứng cho lắm anh em à, cho nên là mình cũng rút dần và mình chuyển hẳn sang cái con game Sunny. Và dạo gần đây thì mình chơi thêm cái con game Go Mua Huyền Thoại phiên bản 7 game đó anh em. Có anh em nào chơi thì qua một trong hai con game đó để tiếp tục trải nghiệm con game Go Mua Huyền Thoại nha anh em. Đặc biệt là hai bên đó thì nó cho tướng miễn phí, và anh em ta có thể là ít tiền nhưng mà vẫn có thể là hít được những cái đồ ngon hơn. Còn bây giờ thì mình sẽ kết thúc video đây thôi. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Tạm biệt anh em, hẹn gặp lại anh em ở video tiếp theo về những cái thử game khác. Và đừng quên cho mình xin một like và đăng ký nha. Tạm biệt anh em, bye bye anh em.